Thưa quý vị, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an thành phố Đà Nẵng năm 2023 đã chính thức tìm ra được những đại diện xuất sắc đến từ 27 đơn vị dự thi để xếp hạng trao giải. Hội thi là cơ hội để cho mỗi cán bộ đảng viên trong Công an thành phố Đà Nẵng được tìm hiểu sâu sắc hơn về Đảng, từ đó thêm vững vàng về bản lĩnh, tư tưởng, xây dựng chi bộ Đảng bộ ngày một trong sạch, vững mạnh. 27 thí sinh tham gia hội thi lần này là các đồng chí bí thư, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi, gồm thi tự giới thiệu, thi trắc nghiệm, thi thuyết trình và xử lý tình huống. Nội dung các phần thi chủ yếu tập trung vào những vấn đề về nhận thức, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đánh giá thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi ủy, chi bộ, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở từng đơn vị. Thông qua cái hội thi này thì càng giúp tôi hiểu biết hơn cũng như tăng thêm các kiến thức và từ đó nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình và thực hiện tốt trong thời gian sắp tới. Qua cuộc thi thì chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao ý thức về rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên phục vụ trong ngành công an nhân dân. Mặc dù công tác chuyên môn rất bận rộn, nhưng những thí sinh dự thi bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an thành phố năm nay đã tận dụng mọi thời gian, có sự đầu tư bài bản, thể hiện rõ nét qua những phần thi từng giới thiệu ấn tượng cùng sự nhanh nhạy trong thuyết trình hay phương cách xử lý tình huống được ban giám khảo đưa ra. Qua cái hội thi năm nay thì ban tổ chức cũng rất là hy vọng mà từng cái cấp ủy chi đảng bộ cơ sở và từng đảng viên rút cho mình nhiều bài học bổ ích trong công tác cũng như chiến đấu và trong sinh hoạt chi bộ. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Trung tá Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phòng hậu cần, Bí thư chi bộ đội tổng hợp, xuất sắc đạt giải nhất hội thi, giải nhì cho Trung tá Bùi Thị Hồng Đức, chi bộ cơ sở chuyên đề Công an thành phố, và Thượng tá Phan Văn Chính, chi bộ cơ sở phòng cảnh sát ma túy. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 4 giải thưởng phụ khác cho các thí sinh xuất sắc. Đây là dịp sinh hoạt chính trị lớn trong toàn đảng bộ Công an thành phố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.